Xin kính chào cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với kênh của anh em mình. Hôm nay thì sáng ngày hôm nay thì em Công có nhận được một cái phần quà đấy, từ đoàn từ thiện của chị Lan, chị Thúy. Trước đây thì cũng đã vào thôn hai thôn Lùng Pùng AB này hỗ trợ cho bà con rất là nhiều. Đặc biệt là các bác thấy đây là một cái điểm trường, khu vực anh em mình đứng đang là trên đường đi lên nhà anh Hờ. Ô, bác ạ. Quay đây chào khán giả của Hoa Đá Quang Nguyên cơ. Xin chào cô Lan với lại cô gì nhỉ? Chị Lan và chị Thúy. Đấy, hai chị đấy thì anh gặp rồi đúng không? Vâng. Vào đây rất là nhiều rồi. Thì hôm nay thì chị có gửi qua kênh của anh em mình số tiền là 2 triệu đồng. Đấy, trong đó thì 500 nghìn hỗ trợ cho anh em mình là tiền xăng xe đi lại. Và số tiền còn lại là 1.500.000 đồng thì chị có nhờ anh em mình mua cho anh Hờ là 30 cân gạo. Thì gạo đây, lúc nãy anh em mình qua chỗ nhà quán của tạp hóa của A Hờ ngoài kia là mua 30 cân gạo. Và chị cũng có gửi thêm là một thùng quà nữa, một thùng bánh kẹo. Đấy, thì là cái thùng bánh kẹo này sẽ chia đôi, anh Hờ một nửa và lúa em một nửa. Và lúa em cũng vậy, anh em mình cũng sẽ, các chị cũng hỗ trợ cho lúa em là 30 cân gạo nữa. Và số tiền còn dư trong cái khoản 1.500.000 đồng đấy thì sẽ trao lại cho lúa em. Tuy nhiên thì lúc nãy đi qua nhà lúa em vào thì không có ai ở nhà. Thì tiện của có anh Hờ đây thì sẽ trao cho anh Hờ trước. Thế bây giờ anh em mình, anh vá gạo nhá. Em mang cái này lên nhà. Cái này thì lên trên nhà Hờ sẽ bóc ra. Đấy, chia đôi cho anh Hờ một lửa và lúa em một lửa các bạn. Đoàn của các anh, gọi là của chị Thúy, chị Lan thì rất quan tâm và quý mến anh Hờ cũng như là lúa em. Đấy, cũng mấy lần nhờ anh em mình kết nối là tạo điều kiện cho anh Hờ đi xuống dưới các cái công ty ở dưới xuôi làm. Đấy, đợt này chị bảo là anh có đi làm hay không, chị hỏi các cái công ty cho. Đây các bạn, đây là nhà anh Nha Hòa này. Cũng nạo quây kín. Cái phần chỗ này thì nó, cái tả ly nó cao thì ai những quây nó đỡ hắt. Lúc nào cũng thấy đóng cửa. Ông này thì ông đi rừng suốt. Thì thoảng là ở ngoài phố huyện là anh em mình gặp. Ôi rồi ôi, ướt thế này sao lại ngồi ngoài này hả? Thấy bảo trận mưa mấy hôm nọ là nhà rột tuế loe à? Anh Hờ. Vật mỗi quả đường đi lên nhà đấy nhỉ. Sau này mà có xây nhà xây cửa là đi từ dưới lên là một là chuyển bằng xe máy, hai là chỉ có vác bộ thôi đấy nhỉ. Đây mọi người thấy này, bà con là chuồng trại là cứ để đằng trước này thôi. Đi trời nắng nó còn đỡ, đi trời mưa này ghê lắm. Đây này, đây là những gọi là những cái ngôi mộ vô danh. Đấy, các cháu ở đây từ bé là cứ chơi loanh quanh luẩn quẩn đây, không cảm thấy sợ luôn. Mình mà cứ có mộ ở gần là mình ghê ghê kiểu gì nhá. Chị có nhà không anh? Ướt át quá. Hello em. Ok. Chào em bé. Ây da. Xinh gái chê. Bao nhiêu tháng rồi em nhỉ? 8 tháng à. Bây giờ là chỉ việc ở nhà trông con thôi nhỉ. Chá đi làm gì rồi? Đi bà ngoại. Đi bà ngoại á? Ui, lền nhà anh nó ẩm nhỉ, chắc nó rột à? Rột. Chỗ này thì rõ cái mấy cái chậu đi rồi, ngoài kia. Nhà anh là làm chắc là cũng khá là lâu đấy chứ nhỉ? Yeah. Lâu quá rồi.
Thôi chả cần pha nước đâu anh ơi. Ngồi nói chuyện tí xong là em dở cái món quà này ra xong là đưa cho anh một nửa, còn lại thì cho em gửi đây, xong là mai khi em vào mà gặp thằng Lúa thì em sẽ mang xuống nó sau. Đây, có tin nhắn của các chị đây. Đấy thì cái thùng quà này là một thùng bánh kẹo. Đấy thì chị nói là sẽ chia cho nhà Hờ một nửa và nhà Lúa em một nửa. Đấy và chị cũng, chị Lan thì cũng có gọi điện cho em Công. Đấy là rất muốn giúp đỡ cho anh Hờ có một công việc ở dưới kia. Thì tuy nhiên thì cái thời điểm này thì các bác cũng biết đấy, là trên kênh của anh em mình thì ngôi nhà này là ngôi nhà thứ hai mà đội thợ của anh Hờ thi công. Đấy nhưng mà sau này thì không biết có còn dự án để cho các anh làm nữa hay không. Đấy, nhưng mà trước mắt thì các chị thì có nhã ý từ rất là lâu rồi. Trước đây thì cũng đã nhờ anh em mình là vào đây hỏi xem là có bạn trẻ nào đang cái độ tuổi mà gọi là thanh niên hoặc là những người trung niên mà không có công ăn việc làm ở đây ấy, mà chỉ đi làm gọi là những công việc đi xây đi xiếc mà nó không đều việc ấy, thì các chị muốn, các chị quen rất là nhiều các cái doanh nghiệp. Đấy, vì là các chị cũng là một cái đoàn từ thiện rất là lớn. Đấy, cũng là các cái doanh nghiệp lớn người ta đóng góp ủng hộ. Đấy, cũng nhờ vào những mối quan hệ đấy các chị muốn tạo điều kiện cho các anh. Đấy, đi về những khu công nghiệp có một cái công việc làm nó ổn định và thu nhập ổn định. Đấy thì lần này đấy, sáng nay chị lại điện, chị lại hỏi và xem là bác này có muốn đi làm hay không. Đấy, vì là hoàn cảnh của anh Hờ thì cũng rất là nhiều khán giả cũng quý mến, cũng mong muốn là anh em mình kêu gọi giúp đỡ cho anh Hờ có một cái ngôi nhà cho nó đàng hoàng hơn, vì nhà của anh Hờ thì cũng xuống cấp hết rồi. Tuy nhiên thì cái duyên nó cũng chưa tới các bạn, nhưng mà vẫn được các đoàn rồi thì khán giả rồi nhà hảo tâm thì cũng vẫn quan tâm, đặc biệt như bà Hiền ấy thì rất là quan tâm. Đấy, cứ ngôi nhà nào mà anh em mình triển khai thì bà cũng gọi điện, bà cũng mong muốn là cho anh Hờ đi làm với. Đấy thì anh xem là đợt này nếu mà hết việc kia thì có đi làm công ty không, có đi được không? Đây để Hiền em bóc xem nào. Chị Chúa đi đâu rồi? Anh lấy cho em cái gì đây? Em bé ăn kẹo không đây? Đang đau bụng. Đi đâu rồi? Lấy hôm nay nó cũng đau bụng suốt. Ai? Vợ anh nhá. Nhưng mà thấy trước đây có một cái cây thuốc gì chữa gọi là cũng. Cho đi khám. Thế đi làm xây này thì tiền ấy này có đủ trang trải không? Bây giờ là hình như là mỗi một mình anh đi làm thôi đúng không? Nói chung là bây giờ chị Chúa thì có đi được xe máy không? Đi đâu là toàn chồng với lại con đèo chở đây à? Ấy mâm mâm này, đây Đức ơi cầm cho em. Chắc cháu xin nhá. Hôm nọ gặp cháu ngoài kia thấy bảo là em bị gì sảy thai à? Ôi dồi ôi. Ôi, bây giờ để đây để chia đôi luôn nhé. Đấy. Rất là nhiều bánh kẹo khi ấy đâu nhỉ? Hiền nhà anh đâu? Cái này thì lầu thích lắm đây. Bánh kẹo. Đây còn 1, 2, 3, 2, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12. Anh lại chia đôi vì có 2 gói này ra nữa là đúng. Thôi được rồi, nhà đây còn cái Hiền nó lớn thì lầu thì bằng này thôi. 2, 4, đây 6. Đấy, 2, 4. 2, 4, 6, 7. Đây 7, thế được rồi. Đấy,
Cái này thì tí nữa anh cất đi cho em nhé. Cất đi để mai kia em vào chỗ ông Giàng để em qua. Qua để em lấy đưa cho nhà lúa lầu. Thế còn cái này là để cho gia đình nhá, cho trẻ con nhà anh nhá. Đấy, thì đây là quà của đoàn của chị Lan nhá, anh nhá. Chị Lan, chị Thúy thì vào đây rất là nhiều rồi các bạn. Vào đây thậm chí là bây giờ đã là tháng 5 âm lịch. Thì anh em mình nhớ là thời điểm năm ngoái, vào thời điểm tháng 8 Trung Thu là đoàn lên đây tổ chức một cái Tết Trung Thu rất là lớn cho các cháu nhỏ ở trong toàn xã Sùng Thài này. Và đặc biệt là hai điểm trường của Lùng Pùng này thì cũng trực tiếp được các anh các chị vào đây tổ chức Trung Thu bánh cho các bé, là có một cái Trung Thu rất là đầy đủ, bánh kẹo rất là nhiều. Rồi thì năm ngoái cũng cái thời điểm đấy là nó dính mưa lớn, nếu mà không mưa lớn thì là có cả những cái tiết mục văn nghệ cực kỳ đặc sắc. Đấy, thay mặt cho bà con ở trên riêng xã hai thôn Lùng Pùng AB và xã Sùng Thái nói chung là cảm ơn đoàn rất là nhiều, đã có những cái món quà rất là ý nghĩa đến với các cháu nhỏ trên vùng cao. Và đặc biệt là cái sự quan tâm của đoàn của các chị đã dành cho anh Hờ, cho nhà lúa em. Đấy, lúa em thì sẽ anh em mình sẽ gặp, sẽ trao sau và sẽ có những hình ảnh để gửi lại cho các anh các chị. Hãy tâm sự với bác Hờ một chút. Có rất là nhiều bác mong muốn là anh em mình chia sẻ, kêu gọi giúp đỡ cho anh Hờ, nhưng mà vì đấy cũng nói luôn là chưa thể có duyên được. Thôi thì anh Hờ cứ chịu khó thôi, cứ hoàn cảnh nào mà đồng hành cùng với anh em thì nếu mà có những công việc về xây dựng thì anh em mình sẽ cố gắng hết sức để tạo những công việc cho đội anh Hờ, kiếm thêm thu nhập. Thực ra là một cái ngôi nhà thì các anh cũng không được bao nhiêu đâu. Nếu mà chia ra thì mỗi anh em làm một tháng cũng chỉ được khoảng từ 5 đến 7 triệu. Đấy, trong khi đấy là vẫn phải về nhà ăn cơm rồi chi phí các thứ rất là nhiều. Bảo là đi làm thế này đủ tiền mà xây một ngôi nhà, để mà có tiền để mà làm một ngôi nhà mới thì cũng khá là căng đấy nha. Tiết kiệm hơn nữa là nếu mà đấy là trong trường hợp mà gia đình là không ai ốm đau tất cả, không có công nọ việc kia. Giờ này chán nó cũng không đi làm công ty nữa. Thì nó cũng về rồi, không họ bảo là đủ người, chưa có. Thế bảo xem là có muốn đi làm hay không để em liên hệ với đoàn của chị xem là nó đi làm thì có việc mà, đấy công ty mà. Vâng. Em có cho chồng đi làm nữa không? Em năm nay bao tuổi rồi? 17 thôi. Ôi dồi ôi, 17 tuổi. Nhưng mà nếu mà đi hai vợ chồng thì bé thì để nhà. Đúng rồi. Nó mới có 8-9 tháng thì làm sao mà ấy được. Nhưng mà nhà thì không có tiền. Nếu dùng tiền thì không biết đi vay đâu. Thế thì cho nguyên chồng đi tạm thời đã. Về hỏi anh, hỏi Trá xem nó muốn đi không thì để em điện cho các chị. Alo. Các chị quen biết nhiều thì chắc chắn là sẽ vào những cái công ty uy tín thôi. Thực ra là kể cả nó không quen biết thì anh em đi về dưới kia thì gọi là làm hồ sơ các thứ, là cứ công nào công việc nào phù hợp thì mình làm thôi. Đúng rồi. Đi làm công ty thì nó không bập bõm. Đấy. Anh thì chắc là cũng bảo nhiều lần rồi nhưng mà không đi được thì chắc là cũng có lý do. Thứ nhất là bây giờ là cũng có tuổi rồi. Đấy, vợ anh Hờ đây là chị Chúa thì cũng không đi được xe máy. Rồi thì ở nhà các thứ cũng còn nhiều những công việc, gọi là công việc làng xóm. Thì không đi được thì nếu mà Trá đi được thì để cho nó đi. Bây giờ nó vẫn còn trẻ. Vâng. Đi làm thì kiếm thêm về phụ giúp gia đình, chứ bây giờ này, nó lại vợ con nữa. Không có nguồn thu nào ở đây, khó nhỉ? Không có, đây không có. Nhà cửa thì xuống cấp hết rồi. Anh em mình chia sẻ nhiều lắm rồi. Nhà anh thì bây giờ trên này cũng dùng mưa này. Trên này anh chỉ lấy cái mấy cái chậu á.
đi chơi hôm vừa rồi là chơi chơi gác này, còn ngoài thì lấy cái mấy cái mấy chỗ mấy cái xô mưa to thì từ có hôm mưa trình này mưa bóng này thì bởi vì có cái mưa đá kia thì nó to quá hỏng hết cái polo kia, nó hết rồi thì bây giờ chỗ nào cũng dồn mưa. Polo để lâu là nó cũng mủn, nói chung là lâu năm thì nó cũng mủn đi. Những cái hôm mà mưa đá thì có dính thủng phát nào? Nó thủng có hình như có 3 polo thôi mà. Nhưng mà bởi vì nó nước nhiều ấy. Mưa đá thì cái thôn hai thôn trong này thì không thấy ảnh hưởng mấy. Mỗi mạn trong kia lại ảnh hưởng nhiều. Vâng. Cái này thì nó cũng to nhưng mà polo của tất cả mấy thôn này chỉ nứt thôi. Với lại có trục lũ thôi. Thế nó cũng kiểu mà mưa to thì nó cũng dầu. Nước dầu rồi nó cũng có lỗ thì nó mưa to mưa nhỏ cũng nó cũng dầu đấy em ạ. Tức là bây giờ nó nứt rồi thì mưa to mưa bé nó đều dồn. Nó cũng đều dồn hết. Nhưng mà xô chậu có đủ hứng không? Không đủ thì anh chỉ lấy cái bát thôi, cái bát to tí. Thế bây giờ là cần hỗ trợ xô chậu gì để mưa để hứng gì đúng không? Đúng rồi. Đấy, thì vào mới vào chỗ bây giờ lấy mấy cái bàn này không chơi, mấy bàn này không ngủ anh không ngủ được. Chơi hết. Nhà bây giờ là ba thế hệ đấy nhỉ? Vâng. Ba thế hệ. Đấy, chỉ có ba cái nhà ba gian này thôi. Vâng. Che chắn thì giữa giường nọ, giữa vợ chồng cặp vợ chồng nọ cặp vợ chồng kia là che rido thôi. Vâng. Tối hoạt động này, ông bà nội hoạt động nhẹ nhẹ thôi. Nói trêu nói vui thôi các bạn. Hoàn cảnh thì tất nhiên thì anh Hờ thì sức khỏe thì vẫn có thể đi làm được kiếm cái đồng công hàng ngày, vì bản thân anh Hờ thì rất là chịu khó. Anh em mình cũng rất là quý. Bao nhiêu những công việc từ trước đến nay liên quan đến xây xiếc thì lúc đầu thì chưa biết thì không nói, đến lúc biết là anh Hờ làm được rồi thì dần dần là anh em cũng va chạm nhau nhiều, hiểu nhau nhiều thì thấy là cái tính cách của anh Hờ thì gọi là chịu khó nhiệt tình. Đấy, nên là bây giờ là những cái công việc liên quan đến xây dựng này anh em mình đều giao cho tất, kể cả không phải là những cái việc ở trên kênh mà những cái việc mà liên quan đến nghề của em công thôi, mà dính một tí nào đấy xây dựng như năm ngoái anh em mình đi vào trong Bộ Long nhỉ. Vâng, quả đấy là hơi vất đấy. Năm sao? Ngoái thời điểm đấy cuối năm mà anh em mình đi vào tận xã Mậu Long, cách thị trấn này khoảng 30 cây số các bạn, đi vào đấy làm có một tí việc thôi. Mấy anh em hôm đấy làm có mỗi anh em chỉ được có hơn 1 triệu thôi. Đấy, anh Hờ, anh Quả mới lại một bạn nữa là đâu đấy làm, mình cũng trả công theo đúng cái mặt bằng chung ở đây đấy, là thợ cứng là 200.000, 250.000 nhỉ. Vâng, 250.000. Và thợ phụ là 200.000 một ngày, và đi vào cách đây rất là xa, đi vào trong đấy phải ăn ở trong đấy. Thế nhưng mà các anh là vẫn không kêu ca gì cả. Đấy, cái quan trọng nhất là anh em đi làm đã nhận việc rồi là không có nề hà gì cả, không có trong cái quá trình làm việc nó phát sinh cái này cái kia khó khăn là anh em cũng không kêu. Đấy, nên là rất là quý. Mà các bác thấy đợt này là xây nhà của Giàng năm con đấy cũng vất vả. Đấy, mưa gió rất là nhiều, nhưng đến thời điểm hiện tại thì cái ngôi nhà của Giàng này cũng đã hoàn thiện đến 70-80% rồi. Đấy, thì cũng chỉ khoảng đâu đấy khoảng tầm chục hôm nữa thôi là anh em thợ xây lại hết việc. Đấy, cũng thu nhập thì nó cũng chỉ có ngần đấy thôi, ngôi nhà thì khoán gọn trong khoảng đấy thôi. Anh em làm nhanh thì anh em công cao, mà anh em làm chậm thì công nó không đạt thôi. Đấy, vì là từ đây vào đấy xong là về nhà ăn uống toàn bộ sinh hoạt ở nhà hết, chứ không có không phải là anh em mình gửi cơm nữa ăn gì cả. Trong đấy thì thi thoảng Giàng thì chỉ có nấu mèn mén thôi, với lại cơm trắng cộng với lại một tí canh rau cải, còn không thì như cái đội hôm rồi đội vận chuyển ấy, thậm chí là anh em chỉ chan nước lọc để ăn mới lại mèn mén rồi các bạn. Đấy, mọi người trên này còn khó khăn rất là nhiều. Cũng muộn rồi đấy, 6 giờ đấy. 6 giờ. Thôi có lẽ là xong là bọn em về thôi. Đấy, cái đồ này anh cất đi nhá. Vâng. Mấy em nữa tí chụp ảnh vào để kiểm tra đấy. Vâng. Rồi đấy, toàn bộ cái đồ hôm nay có gạo rồi thì bánh kẹo là của đoàn chị gì anh còn nhớ không? À, có chị làm với lại chị Thúy rồi. Vâng. Đấy thì anh cảm ơn đoàn với các chị một câu. Vâng. Nói chung là mọi người thì cũng gặp nhau rồi. Vâng.
và các chị cũng rất là ấn tượng, rất là quý. Lần nào có quà lên đây là cũng dành riêng cho gia đình chị anh Hờ với chị Chúa với lại lũ em đấy. Vâng. Lúc nào thì cũng muốn giúp đỡ thôi. Vâng. Mong là thôi để anh cố gắng. Vâng. Nếu mà các chị mà xin việc mà trá nó đi làm thì cân nhắc xem. Vâng. Nhá. Còn anh thì đấy xem là đi được hay không thì trình bày. Vâng. MC xin chào hai chị với lại tất cả các mạnh thường quân với lại tất cả các thi thiện với lại hai em công đức đi lại với lại chị La với lại chị Thúy mà cho cái món quà em cũng thấy rất là vui, mà em cảm ơn hai chị rất nhiều, luôn luôn mạnh khỏe, chúc hai chị sức khỏe rất nhiều. Mà em cũng là cái nhà của già Nam Con cũng sắp xong rồi thì em cũng mong muốn là hai chị sẽ tạo điều kiện cho em mà xem chỗ nào có thì cũng mong cả nhà đi để đi làm cho vợ con ở nhà, bởi vì là như em cũng đi làm cũng chả dư được mấy đâu các chị ạ, chỉ dư được là mua vài mấy mua gạo với lại vài cái thịt để ăn thôi, cũng không dư được. Mà vợ em là cũng không biết đi xe, toàn là em ở nhà thì em chỉ nhờ vợ đi chợ, mà không thì vợ chỉ cần đi bộ thì cả ngày. Mà em cũng như gia đình em cũng là rất là khó khăn. Đấy. Mà em cũng cảm ơn hai chị rất nhiều. Chúc hai chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Rồi. Em xin chào. Ok. Hai chị. Rồi đấy, xem trá nó đi làm được thì bảo nhá. Thế vâng. Còn anh Hờ thì cũng đã nói rồi là bây giờ thì cũng chỉ là anh Hờ là trụ cột thôi. Vâng. Đấy, có đi làm xa thì cũng chỉ con trai đi thôi. Vâng. Đấy, thì còn anh thì cứ loanh quanh đây. Hay là ngoài huyện cũng thấy thi thoảng cũng vẫn thấy ra ngoài đấy đi xây đi xiếc, nhưng mà công việc nó không đều đấy, thì nhưng mà do lý do gia đình là cũng không đi được đấy, thôi cái đấy thì đấy là cái việc riêng của anh nhá. Vâng. Còn cân nhắc xem là thằng Trá nó đi được thì bảo nó đi. Vâng. Thôi có lẽ là anh em mình cũng xin phép là dừng video tại đây thôi. Cảm ơn các chị, cảm ơn đoàn rất là nhiều đã luôn luôn quan tâm đến bà con ở trên vùng cao. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Vâng, xin chào.